Cách xử lý khi bên bán tự ý hủy hóa đơn, không phải kế toán nào cũng biết. Đầu tiên, nhà kế cần soạn công văn giải trình và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên bán. Để công văn được chấp nhận, kế toán cần chuẩn bị các hồ sơ chứng từ sau. Thứ nhất, hợp đồng mua bán, chứng minh giao dịch giữa hai bên. Thứ hai, chứng từ thanh toán, là những tài liệu liên quan đến các khoản thanh toán đã thực hiện. Thứ ba, phiếu nhập xuất kho của bên mua, nhằm để xác nhận hàng hóa đã được nhập kho. Thứ tư, chứng từ đầu ra của bên mua, chứng minh rằng hàng hóa đã được bán ra. Vậy sau khi gửi công văn, kế toán cần làm gì? Khi cơ quan thuế nhận được công văn của bên mua, thì thuế sẽ mời bên bán đến để làm việc. Sau đó bên bán sẽ phải xuất ngược lại một hóa đơn bổ sung tại thời điểm này cho bên mua, đồng thời phải kéo ngược doanh thu tại thời điểm cũ, còn bên mua thì sẽ không phải điều chỉnh gì cả. Tuy nhiên, để tránh rắc rối và hạn chế các vấn đề khác phát sinh thì kế toán cần cung cấp mail đến cơ quan thuế để khi lỡ hóa đơn có bị hủy thì nhà kế có thể nhận được thông tin này. Đồng thời khi ký hợp đồng kinh tế thì nhà kế cần lưu ý nên đưa thêm điều khoản về việc hủy, thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng vào hợp đồng. Follow Viện Kế Toán để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!